các bạn với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến một sản phẩm, đó là combo hai thắt lưng nhé. Mình gọi là mua một là được hai luôn đó. Combo hai thắt lưng nam này, chất liệu da cao cấp, mua một được hai các bạn. Thì giờ mình mở hộp cho các bạn nhé. Không biết là được hai cái thắt lưng, một màu nâu một màu đen các bạn. Đây, đen nâu. Thế nào đây? Link mua sản phẩm mình sẽ để phần mô tả phía bên dưới nha. Các bạn nào quan tâm thì nhấn vào mua. Mua một được hai các bạn. Tội gì mua. Đây. Đây. Đây nha các bạn. Mua một là được hai luôn. Thắt lưng của mình, da nhé, đây. Hai cái giống nhau chỉ khác màu. Da này cũng được không ạ, không đến nỗi nào. Các bạn nào nên sản phẩm thì mình sẽ để phía bên dưới, mình không biết là combo này còn không nha. Các bạn bấm vào tham khảo. Đó, thì video hôm nay là mình giới thiệu các bạn combo hai thắt lưng, mua một được hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.